tên là Lưu Tuyết Hồng. Năm nay mình 25 tuổi. Cách đây khoảng hơn 4 tháng thì mình có đi chung với một số bạn bè đi xuống thẩm mỹ viện, một thẩm mỹ viện ở quận 10. Mình đến đó tư vấn và điều trị da, thì điều trị bằng công nghệ bánh laser. Thì sau khi về, sau 10 ngày bóc mài xong thì da mặt mình hai bên má bỗng nhiên có rất là nhiều vết rỏ, rất là hốt hoảng. Mình đã đi xuống thẩm mỹ đó và khiếu nại, thì ở đó nói là không có vấn đề gì hết và cho mình thuốc về sức. Sau khi sức xong thì khoảng 10 ngày thì da mặt mình nổi nám, rất là nhiều nám hai bên gò má. Lúc đó tâm trạng rất là không được bình ổn, rất là hoảng hốt, sợ nữa, bỏ ăn bỏ uống mấy ngày. Rõ ràng cái tàn nhang là một trong những cái vấn đề rất là đơn giản, đơn giản. Mà. Nên là không thể nào nói là bạn chạy theo cái việc làm đẹp để mà gây cái hậu quả như thế này, tại vì nó đơn giản quá mà. Nhưng mà không hiểu sao bạn lại phải chịu một cái tổn thương nặng nề như thế này thưa bác sĩ. Qua những gì bạn kể thì mình đoán rằng cái phương pháp mà sử dụng điều trị cho bạn đó là sử dụng laser CO2 để mà điều trị. Thì thật ra cái laser CO2 này là một cái loại laser rất kinh điển. Và cái CO2 này thì ngày nay người ta sử dụng nó chỉ đa phần đốt những cái phần nào mà nó thừa ra trên cơ thể. Ví dụ những cái nốt ruồi, những cái mụn cốc, những cái u nho nhỏ. Nhưng nếu chẳng may chúng ta làm với một cái mức năng lượng quá cao thì nó sẽ gây nên một cái tổn thương sâu hơn ở dưới lớp bì, và lúc này thì nó sẽ hình thành nên một cái sẹo lõm thực sự. Sau cái thời gian gặp sự cố thì cuối cùng bạn vẫn xác định là mình cần phải lấy lại được sự tự tin cho chính bản thân mình, cho nên là bạn đã quyết định liên lạc với chương trình để nhờ hỗ trợ. Sau một thời gian kiên trì điều trị thì không biết là đến thời điểm hiện tại bạn Lưu Tuyết Hồng của chúng ta đã có dung mạo như thế nào. Xin mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ bạn Lưu Tuyết Hồng. Chị không thấy, những cái vết đốm cũng đốm nâu cũng không thấy nữa nè, mà ngay cả những cái sẹo rỗ á chị cũng không có thấy nữa, nó căng bóng mà rất là mịn. Chị có thấy không chị Trâm? Không, chị không thấy luôn, mà chị không tin vào mắt mình. Chị nghĩ chắc make up kép kép mà em tổng cộng là em điều trị trong bao lâu? Dạ bác sĩ nói em là gói điều trị của em là khoảng 10 lần. Hiện tại thì em đã điều trị được 7 lần rồi. Đến bây giờ thì em đã điều trị được 2 tháng rồi. Ồ, mới có 2 tháng thôi. 2 tháng thôi mà xuất sắc kìa trời. Không, tại vì để em nghĩ chắc cũng phải cả năm á chứ. Đúng rồi. Ông da của bạn này sẽ còn phải tiếp tục điều trị nữa. Thật ra thì cái tình trạng nám của bạn á, nó đã cải thiện được gần như là 80-90% rồi. Nhưng cái sẹo của bạn á, là nó chỉ mới đạt được khoảng ở cái mức 40-50% thôi. Cái liệu trình tiếp theo làm cho bạn nữa đó là tập trung vào vấn đề điều trị sẹo. Em muốn gửi lời cảm ơn đến các bác sĩ ở bệnh viện đã giúp cho em điều trị, cho em lấy lại được sự tự tin, làm da đẹp như bây giờ. Ngày hôm nay thì cảm ơn em nhiều lắm nha, đã đến với chương trình để chia sẻ câu chuyện của mình. Và thông qua câu chuyện này thì chúng tôi cũng mong muốn góp thêm một cái tiếng nói cũng như một lời cảnh tỉnh đến cho tất cả chúng ta. Công cuộc làm đẹp, công cuộc hoàn thiện bản thân mình đó, thì chúng ta cố gắng là đi đến đúng nơi, tìm đúng hướng, làm sao để đẹp nhưng mà phải an toàn. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chị Đặng Ngọc Trâm rất là nhiều, cũng đã đồng hành cùng anh Thơ trong chương trình Nhan Sắc Mới Khởi Đầu Mới. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.